Xin kính chào tất cả quý anh chị đã quay trở lại với kênh Mua Bán Xe Cũ. Em là Trịnh Vũ Thái Hòa, đến từ Auto 88, có địa chỉ cửa hàng tại số 5 đường Nguyễn Khánh Toàn, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Hôm nay thì Auto 88 sẽ tiếp tục gửi tới quý anh chị một mẫu xe sedan hạng D từng làm mưa làm gió ở trên thị trường Việt Nam. Và hiện tại thì với mức giá chỉ loanh quanh hơn 400 triệu đồng một chút thôi là anh chị đã có thể sở hữu siêu phẩm này rồi. Thì em và anh chị sẽ cùng đi tìm hiểu chi tiết anh chị nhé. Xe thì vừa về bên em. Xe này là của một anh khách hàng đổi các chiếc Peugeot 5008 ở bên em. Đó, chiếc xe này chạy 9 vạn zin, sẵn biển Hà Nội luôn anh chị nhé. Full lịch sử bảo dưỡng trong hãng. Đây là chiếc Kia Optima, sản xuất năm 2011 và đăng ký năm 2012. Đó, 9 vạn km, full lịch sử bảo dưỡng trong hãng. Rất đẹp luôn đúng không ạ? Cá nhân em thấy ở cùng đời, cùng phân khúc thì chiếc xe nó đẹp hơn Sonata rất là nhiều. Đúng không ạ? Đẹp hơn Sonata rất là nhiều. Và kiểu dáng đến tại thời điểm bây giờ thì nó vẫn gọi là trường tồn hơn là chiếc Hyundai Sonata. Hyundai Sonata thực sự bây giờ dáng nó có vẻ hơi lỗi thời rồi. Nhưng chiếc xe này thì form dáng vẫn bền luôn anh chị nhá. Đó. Xe vừa về thì em sẽ đi một vòng quanh xe cho tất cả mọi người. Một mẫu xe sedan hạng D. Rất rộng rãi. Và đây là bản full option anh chị nhá. Đây là bản 2.0 ATH full option ạ. Rồi em sẽ đi vào chi tiết chiếc xe. Tuy là một chiếc xe đã sử dụng qua 10 năm nhưng mà xe vẫn được trang bị những tính năng đầy đủ. Ví dụ như là mặt ca lăng dạng than tổ ong này, rửa đèn pha auto này, hai đèn bi LED này, LED định vị ban ngày này. Đó, tất cả từ thời 2011 là xe đã được trang bị rồi đấy ạ. Gia chủ thì đã thay hết lên giàn lốp Michelin rồi anh chị nhá. Ở bên hông của chiếc xe thì gia chủ có lắp thêm những cái mang cá để cho tăng tính sport hơn của chiếc xe. Tiến khu vực phía sau ở đuôi xe. Đó, đuôi xe rất thể thao và cân bằng đúng không ạ? Được trang bị bồ đôi này. Hay là hai cái giải LED hậu cũng rất là đẹp luôn anh chị nhá. Cốp của chiếc xe thì rộng khỏi bàn. Rộng khỏi bàn luôn. Đó, cốp rất rộng luôn anh chị nhá. Xe vừa về nên là thành ra bên em cũng chưa dọn dẹp hay spa gì cả. Rất chắc chắn. Em sẽ cùng mở hết bốn cánh cửa ra để cho anh chị xem nội thất của chiếc xe sau 10 năm sử dụng nó còn đẹp tới mức bao nhiêu phần trăm. Tuy là đời sơ nhưng mà xe vẫn được trang bị Smart Key anh chị nhé. Wow. Xe được trang bị nội thất màu kem anh chị nhé. Ghế lái thì sẽ được trang bị ghế lái chỉnh điện 12 hướng này. Ghế phụ cũng được trang bị ghế chỉnh điện 10 hướng. Đó, ghế lái thì được trang bị thêm cả tính năng nhớ hai vị trí ghế này. Táp ly cánh cửa thì bọc da hoàn toàn, kết hợp thêm cả những cái vân gỗ, trông cảm giác nó rất sang trọng và xịn sò đúng không ạ? Và tuy một chiếc xe đời sâu thôi nhưng mà hệ thống nghe nhìn và giải trí của chiếc xe thì tuyệt vời. Đó, xe được trang bị lên tới 10 loa Infinity anh chị nhá. Nghe cực kỳ là đã luôn. Cái loa này thì nó cho ra âm bass ấy, cực kỳ là êm tai luôn. Vô lăng của chiếc xe tuy là cũng từ đời rất là sâu rồi nhưng mà rất nhiều nút bấm anh chị nhá. Nghe gọi điện thoại này, tăng giảm âm lượng này, Cruise Control này, hay là những cái phím Eco tiết kiệm nhiên liệu này. Màn hình tablo siêu sáng anh chị nhá. Màn hình tablo siêu sáng. Lẫy chuyển số trên vô lăng. Xe đều được trang bị ạ. Xe đều được trang bị. Và vô lăng của chiếc xe cũng còn rất là mới anh chị nhá. Đây em sẽ nổ máy lên này. Đó, từ thời đó mà xe đã được trang bị cả cái màn hình LCD 4 inch để hiển thị thông tin xe trên này rồi. Xe chạy hơn 9 vạn km anh chị nhá. Gia chủ đã lắp thêm màn Owin này. Camera lùi siêu nét này. Đó, cực kỳ nét luôn đúng không ạ? Điều hòa tự động hai vùng độc lập. Điều hòa tự động hai vùng độc lập cũng rất xịn sò. Hơn nữa là hai hàng ghế trước thì sẽ được trang bị làm mát ghế và sưởi ghế. Quá hiện đại luôn đúng không ạ? Tiếp đến này, gương chiếu hậu chống chói này. Gương chiếu hậu chống chói này. Cửa sổ trời toàn cảnh anh chị này. Cửa sổ trời toàn cảnh này rất xịn sò luôn đúng không ạ? Cần số của chiếc xe thì cũng còn rất là mới anh chị nhá. Thực sự với nội thất của một chiếc xe đã xin lỗi anh chị, hơn 10 năm sử dụng nhưng mà chiếc xe này thì quá là đẹp luôn ạ. Đây ạ. Ôi giời ơi, bộ ghế da màu kem rất sang trọng luôn này. Đẹp tuyệt vời luôn anh chị nhá, đẹp tuyệt vời luôn. Hàng ghế sau của chiếc xe thì cũng được trang bị cửa gió điều hòa phía sau. Thực sự những cái xe đời sâu thì em sẽ rất là ít làm nhưng mà chỉ có chiếc xe nào chất thì em mới mua lại thôi. Thì chiếc xe này nội và ngoại thất của nó đẹp quá thì em mới ra mua lại để phục vụ tất cả mọi người. Quá đẹp luôn đúng không ạ? Quá đẹp luôn. Được trang bị
hai tựa đầu hay là bệ tỳ tay trung tâm. Tất cả chi tiết trên xe vẫn còn rất mới luôn anh chị nhá. Và tất nhiên rồi thì bên em bán chiếc xe đời sâu ra thì bên em vẫn cam kết bảo hành cho anh chị như bình thường. Tất cả những chiếc xe bên Auto 88 bán ra thì đều cam kết không đâm đụng, không ngập nước, động cơ hộp số nguyên bản, hồ sơ pháp lý chuẩn và không phạt nguội. Chiếc xe này thì em cam kết thêm cả km zin luôn anh chị nhá. Cam kết luôn cả km zin, full lịch sử bảo dưỡng trong hãng. Rồi, hiện tại chiếc Kia Optima phiên bản 2.0 full option sản xuất và đăng ký năm 2000, sản xuất năm 2011 và đăng ký năm 2012, sẵn biển Hà Nội đang được Auto 88 chào bán với giá là 445 triệu đồng. Đó, và giá trên khi quý anh chị đến trực tiếp tại cửa hàng, bên em vẫn có thể thương lượng và giảm giá cho tất cả quý anh chị. Anh chị có nhu cầu mua xe thì hãy liên hệ qua số hotline trên màn hình 0961408888 hoặc là qua Facebook chính chủ của em là Trịnh Vũ Thái Hòa. Rất là cảm ơn anh chị đã xem hết video và chúc anh chị có một ngày làm việc thật hiệu quả và tràn đầy niềm vui.